Lớp em có hiện tượng tụ tập chơi đánh bài ăn tiền à, thì trong các cái điều lệ quy chế của trường Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long đã quy định rất rõ về ý thức học tập, kỷ luật và đạo đức đối với sinh viên, học sinh sinh viên là sử dụng tàng trữ vũ khí, cờ bạc dưới mọi hình thức khác nhau, nghiêm cấm các sinh viên trong các sinh viên không tuân thủ sẽ bị kỷ luật. Cho nên khi thấy các bạn trong lớp em tụ tập đánh bài, em sẽ căn ngăn các bạn, giải thích cho các bạn hiểu được đánh bài như thế là vi phạm pháp luật và có hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội. Nếu các bạn vi phạm pháp luật, nếu các bạn không không nghe thì em sẽ báo cho các bạn cán bộ lớp để các bạn có trách nhiệm khuyên ngăn. Nếu bạn cương quyết không nghe thì báo cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên nhà trường để có phương pháp giải quyết ạ. Ai xin hết. Câu hỏi thứ hai là bạn bạn hãy cho biết cái hậu quả của tệ nạn xã hội đối với xã hội là các hậu quả là gây ra sự nhức nhối, mất an ninh trật tự, làm chậm sự phát triển kinh tế của xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Ai xin hết. Và sau đây là câu hỏi hoạt động nhóm của lớp em. À, nhóm em. Em xin gửi đến thầy cô và các bạn bài hát Kiếp Đỏ Đen. Quyết định sang sang rồi quyết định. Giờ ta chẳng còn chi, mãi chân tay mà thôi. Đời bạc răng lắm phũ phàng, tiền công kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về công. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây mới đắng cay. Có kiếm như nướng rồi cũng sẽ trôi hết. Tay trắng hoang ta không nhận ra, ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta chẳng còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Chúng ta sẽ một